Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ chú cháu Khánh thì mới xuống lên bản. Hôm nay thì từ sáng giờ thì là đi mua cả hạt giống với cả tất cả mọi đồ. Thì là bây giờ thì mình sẽ cho bạn Cao Lụt với cả bạn lái xe thì mang đồ xuống xuống dưới kia. Thì là hôm nay là tất cả mọi người dân trong bản là đang đang ở dưới đây đang đào ao các bạn ạ. Ok, Edson Azuda Martin. Hôm nay là mình xuống dưới bản hơi muộn một chút vì mình đi mua cho mọi người là một bao phun với cả cá, một bao phun với cả hai túi cá là để mọi người tuổi đặt để cho mọi người có thể sức khỏe để mọi người đào ao các bạn ạ. Còn đây là hạt giống mình tiện đi mua từ sáng giờ là mình đi mua hạt giống các bạn ạ. Đây hạt giống ngô mình mua đây, một bao hạt giống ngô với cả khoai tây, hành tỏi các loại các bạn ạ. Thì là hạt giống thì mình cứ để tạm ở trên xe thôi, còn giờ mình xuống thì mình động viên bà con. Ok, Carlos, Esa, Isu, các bạn đã. Sao không? Ok, thì là mọi người đi cùng với chú cháu anh em mình nhá. Thì bây giờ mình bắt đầu xuống thì xuống dưới chỗ ao mọi người đang đào. Vâng, lên vâng. Vâng. Bước xin lên vâng ta. Sao không? Ok. Tại đây ba mama, ta cà và sĩ tu gọt đào quả. Thế các bạn đi cùng mình nhá. Hôm nay là mọi người trong bản này tập trung ở đây. Thì là hôm trước thì là mọi người bận ở ngoài lương rẫy một chút với cả vận chuyển đồ đạc về. Thì là hôm nay mọi người mới đông đủ. Thì là mình cũng bây giờ mình xuống dưới, mình sẽ nói chuyện với tất cả mọi người luôn. Đây bên này là mình cho các mama đang dọn. Mình sẽ nói chuyện với mọi người là về kế hoạch đào ao này, đào ao xong là trồng trọt như thế nào này. Thì là có bao nhiêu gia đình là sẽ làm này. Những ai làm nhiều thì được hưởng nhiều mà ai làm ít thì được hưởng ít. Để cho mọi người trong bản cho đoàn kết các bạn. Chứ không phải là ai thích làm cái gì thì làm. Nát nữa thì mình cũng sẽ nói chuyện bác trưởng bán là như vậy với cả tất cả mọi người. Con đi á, mọi người đang đào được rất nhiều ra đây, mọi người nhìn này. Con đi à, mama tôi đúng không? Mama sao kì, mama tôi đúng không? Ok, Martin Comra Phu Bá cùng bay sĩ Azu đã mèo đi à, tôi đúng không? Sokava, ok. Ok. Tá bom. Esse. Martin mà tôi aqui nhá. Ok, mình để ở đây cho các mama. Vou sortir a bloco, bloco. Baba. Yeah, pai. Baba gọt đá bên. Levanta. Mọi người đang tập trung rất đông các bạn. Ok, đây xả kì. Tá bom, baba. Ba mama mấy đi á, ung mama ở đây mama vai cô gì nhỉ? Ok. Mọi người đào nó được rộng hết ở đây các bạn ạ. Đôi mama, đôi mama vai cô gì nhỉ? Ừ. Mà tinh con đã bay si xe cả bữa đây sao tempo. Hả? Hoje matei cega boku ta de buruge mati da vai compra fuba com beisi com cimento compra cimento mini outro cove muito cove buruge cega ta de ok agora tudo vai mamá buruge de cansa bocado senta ali matei conversa
xin cùng một lúc rồi. Ok, bye bye Zaki. Martin Kero, con vắt xa bố ca rồi. Bố được kê, để bố tanh bê xô, Martin Kero. Anti comesa. Isso fazer situar a água, depois meter couve aqui. Isso comida, comunidade. Isso não comida, Martin. Porque Martin parece sentar, conversar bem. Com Baba Joaquim, depois escrever bem UNITA. UNITA, tudo bem, sou. Também aqui. Não quando tudo couve crescer, tempo terminar, né? Tem comida venda, tem comida comer. Assim, confusão. Beso fazer pouco, beso fazer muito. Não tá bom. Porque Martin merece sentar com o babá, sentar bocado, conversar. Ok, babá? Tudo, mamá, sentar bocado. Porque Martin merece saber quem pode ficar aqui também. Ok? Pode subir aqui, hein, babá? Mình bảo các babá, mamá là nên trên này ngồi hoặc một chút các bạn. Thì là để mình nói chuyện với mọi người. Là bắt đầu kế hoạch là khi làm lương rẫy, kế hoạch đào ao xong là kế hoạch làm nông nghiệp này, là trồng trọt tất cả các loại cây trồng, cây giống mà mình mua, mình mang đến đây thì hỗ trợ bà con ấy. Thì là xem là có những ai sẽ tham gia, có những gia đình nào tham gia. Thì để sau này cho mọi người có cái câu chuyện nói trước như này ấy, thì để cho người xác định, mọi người xác định luôn ấy, là ai sẽ là làm ở đây. Và mỗi gia đình là bao nhiêu người làm. Và sau này khi có thành quả rồi thì lúc đấy là chia nó rất là dễ. Và sẽ phải có một cái danh sách. Ok, tôi được mama với Santa. Mà tí có sao bố cao đúng không? Mình bảo các mama ba ba là nghỉ, tạm nghỉ một chút nên đây thì là mình nói chuyện. Bố được tí đây số ba ba do kinh Santa. Tôi mama Santa. Tôi được cho này lên trên cây. Mà tên anh xin mày. Không phải tới kia. Đấy, buổi sáng mọi người trong bản là tập trung đông. Hôm nay mọi người tập trung đông để mọi người đào ao đấy các bạn ạ. Giờ mình mới xuống đến nơi. Ok, ba ba Zoki. Ba ba Bode Fika Ki. Nó mua từ cansado đúng không mama? Cavala nó mua từ cansado. Cansado không nào? Mình hỏi có mama có mệt không mà không. Ok. Mà ba ba Zoki. Tanh nít ta. Ra tanh. Ok. Hôm trước mình có bảo là ba ba chuẩn bị một cái quyển sách để cần phải ghi chép rõ ràng là những ai là đào ao và chuẩn bị vào làm ấy, thì là ba ba cũng cẩn thận là cũng chuẩn bị rồi các bạn. Ba ba giấy cái về tôi được kì. Isso bia é que vê? Ok, babá, né? Babá, fala nome, beso, até nome, beso, fazer assim. Depois você sabe quem? Quanto? Fala nome. Primeiro, Rosa Fernando. Ok, mamá. Antônio Gera. Ok, babá. Antônio Grande. Tá bom. Gervásio. Gervásia. Quem? Ah, ok. Teresa. Hã? Quem é isso? Fernando? Esse aqui é o F. Alfredo. Deixa o babá đọc cái danh sách các bạn. Đọc danh sách này xem những ai. Alfredo, ok. Những ai là hôm nay làm ở đây? Xong sau đó mình mới nói chuyện là làm ở đây là một chuyện rồi, nhưng mình sẽ phải là nói chuyện với mọi người là xem ai này sẽ là người đi làm ở làm nương này, làm quá trình hàng ngày này, thì là sẽ cần phải có danh sách rất là đầy đủ chứ không phải là chỉ có muốn là đào ao. Đây không phải danh sách đào ao. Teresa Paz, Maria Paz. Mình đang cho ba kiểm tra lại danh sách một chút. Susana Antônio. Tô aqui. Paulo Antônio. Tô aqui. Quem é esse? Generosa. Maria. Tô aqui. Irária. Maria. Não está? Tô aqui, pai em casa. Joaquim Antônio. Foi na escola. Mário da.
và Lima. Pensa. Linda, vai. Maria da Fátima. Maria da Fátima. Sou eu mesma. Maria da Fátima. Sou eu. Nica, vai cair. Riqueta Chicano. Vou em casa. Abrino José, sou eu. Abrino José. Como sou eu? Francisco Fernando. Vou em casa. Fernando Domingos. Vou em casa. Luciana. Vou em casa. Costa. Vou em casa. Venâncio Quimbita. 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 Levanta a mão. Fala. Ok. Venâncio Quimbita. O total é de... 23 pessoas. Vou te chamar. Verifica a lista. Partou uma pessoa. Não. Quem? Rosa Antônio Chicambi. Falta, vai chamar. Por quê? Aqui todo que eu chamei estão aqui. Então, o nome dela que não precisa. Com licença, ainda. O nome do que da mamãe que não entrou. Com licença. Rosa Escambi, quem? Rosa Antônio Escambi. Antônio Escambi. É assim, hôm nay mình xuống hơi muộn nên là có người đang chạy về nhà một chút các bạn ạ. Thì là để mình sẽ nói chuyện với cả bác trưởng bản. Ok ba ba. Assim. Isso nita ta falta beso né? Ta na falta beso assim. Ok, hoje por que Martin fala ba ba com tudo mamá senta aqui. Mas quero com saber. Por quê? Hoje começa cavar. Amanhã ou depois amanhã? Ou até quando? Quando acabar? Né? Quando acabar? Depois ou uma tem DVD? Tem dois, três, mamá. Pode vir aqui fazer terra. Entendeu, né? Porque se mantém, mas tem que comprar muito. Tempo agora, mas tem que ver, tem água. Parece que vai lá, mas tem semente. Entendeu, né? Mínimo também, mas tem que comprar. É assim, isso tudo treino, depois meter tudo. Preparar, devagar, deve vender água aqui. Sim. Ok? Agora não pode meter tudo. Meter tudo, depois não tem água, muito problema. Mas tá meter devagar, se beber junto com água. Ok? É assim. Também, babá, beber se já tem um litro. Quem fica aqui? Tá vendo? A lista, quem fica aqui? Não só hoje cavar. Quem fica aqui? Porque depois muito comida. Né? Mais 2 metros, mais 1 metro, 2 metros, 3 metros, muito comida. Isso comida, comer. Milho, couve. Tem outro tipo, muito tipo, mas tem que cobrar. Sim, tomate. Tem tipo, mas tem não conhece nome, entendeu? Também muito. Isso não só comer, depois isso vende. Né? Isso vende. Porque agora parece muito claro quem trabalha aqui, quando pode vender comida, dinheiro, dividir bem. É isso. No bolso hoje só cavar água, depois aqui não fazer, não certo, ok? Tá agora, e quando é pessoa, é escrever nita, claro. Pessoa trabalha com comida aqui, treino aqui, comida, mas tem já trazer semente. Parece já sempre ficar aqui. Porque aqui já tem comida. Não parece já vai navra. Entendeu, né? Não parece já vai navra muito longe. Porque aqui tem água. Tem semente, mas tem trazer. Não gasta dinheiro. Preparar semente, não é? Aqui. Fazer aqui. Depois ganhar muito comida aqui. Vou fazer tipo igual de vietnamita, mas tem outra. Entendeu? Mínimo. Mas tem também já comprar... Saca grande. Isso pode meter muito, né, papá? Meter muito, né? Depende. E aqui? Depende. Ok? Hoje, papá, fazer bem nita. Fazer bem nita. Busso à tarde ou amanhã. Amanhã, busso amanhã. Mete vé, nita. Ok? Matin também tem. Amanhã ou depois amanhã. Tem um nita. Claro, muito claro. Igual, mamá, fica aqui. Sempre fica aqui.
Uma... Sim. Não, não pode sair. Dia Martin não está aqui, também está a ficar aqui, está vendo? Entendeu? Não só Martin não vi. Depois muito coisa, Martin manda hoje, Martin sair. Igual hoje, né? Mas já Martin muito semente. Martin fala, ah, mamá, amanhã fica a casa, mete água. Martin não, não vi aqui. Também mesmo fica aqui, mete água. Mete Bluetooth, né? Aqui fica a pessoa a regar as plantas. Assim. Ou tira a cove, tira a capim, entendeu? Mati não vi aqui, mas tira a capim. Por isso, comida, comunidade. Não comida, Mati. Isso, Mati só ajuda. Depois, Mati não tira nada. Mati não tira nada. Tudo comida para aqui. Entendeu? Só parece que conversa claro. Depois, só guardar quando crescer muito, né? Igual o mínimo. Depois meter muito, né? Sim. Quando crescer, fica bom. Tempo bom tirar. Sim. Parece que guardar saco de novo, semente. Semente, sim. Mas não parece que comprar mais. Não, não é igual estar guardar semente em comunidade. Outro, fazer comer, ou fuba, ou vender, depende, né? Sim. Ok. Outro tipo também, igual o vinho, guardar semente. Martina ajuda como guardar, também baba sabe como guardar. Ok? Tipo, conhece e guardar semente. Ah, me sabe. Ok? Eu já sei que estamos a trabalhar ano passado, já prepararam comida. Ok, tá bom. É assim. Tá bom, é assim. Baba, tudo baba ainda, Martina já falar, claro. Baba, parece que fazer lista, muito claro. Muito claro. Bem claro. Entendeu, né? É assim, tudo coisa, Martin, só conversar assim. Depois não fazer muito confusão. Não tem bobaça. Hoje a pessoa fazer aqui dia, a pessoa fazer dois dias, a pessoa fazer semana, a pessoa fazer dia, depois fazer confusão. Depois pensar, eu fazer aqui muito, eu dividir igual. Não certo. Também a pessoa trabalha, babá, parece que está é que vai lita. Hoje quem fazer? Depois junta. Mét mà tin về à mét mà ba tao nha vin thì đìa mét mà ba tao nha si vin thì sinh của đìa nè để bôi mà tin tu tao đi về đi à vin thì đìa a si vin thì sinh của đìa mai a si mai bô ca đồ nào đấy bố số sai tao mình biết đi ăn thì bố số igual để ba ba amanya okuba đồ kia rồi vai ôp tao phải là à bia ông có phải sao ba 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 có phải sao Martin. Ah, Martin, amanhã eu ocupado. Eu vai Luanda. Eu vai ao hospital. Né? Ou casa, eu tenho. Tem coisa, ocupado. Parece falar. Não só sair. Não é só sair. Tem que falar. Parece falar. Sair onde? Depois escrever. Ah, hoje não tem. Depois sabe. Controlar. Babene. Tem quanto pessoa ficar hoje? No bolso, não tem ninguém sabe. Ninguém. Ok? Tá bom. Mình vừa nói chuyện với ba ba với cả tất cả mọi người ấy, thì là cần làm danh sách rất là rõ ràng thì để là ai làm ít ai làm nhiều để cho toàn bộ bản làng là đoàn kết, hay là ai đi đâu là phải xin phép, là phải nói chuyện bác trưởng bản và trong danh sách là sẽ đánh dấu vào là trong một tháng mình sẽ thống kê ra là ai làm bao nhiêu công. Thì như thế thì sau này mình khi sản lượng có rồi đó thì mình sẽ cùng với bác trưởng bản và tất cả các ma sẽ ngồi họp với nhau, xong là sẽ chia cái thành quả đấy, thì người nào làm nhiều thì được hưởng nhiều, người nào làm ít thì hưởng ít các bạn ạ. Thì là mình ngồi họp với ba ba mama một chút như thế thôi. Thì là bây giờ lại để tiếp tục các ba ba mama lại tiếp tục làm. Ok, ba ba mama. Martin tudo assim já certo, né? Ba ba cũng bia, fazer bem, nita. Amanhã ou depois amanhã Martin beleza? Tá bom. Tem nita, claro. Depois Martin leva Luanda, Martin copia. Martin copia. Martin nita, Martin já sabe, quanto dá aqui. Det, ou 15, ou 20, beso. Tá, tá, amanhã aqui comunidade. Ok? Também sempre tempo, Martin vê, can muito cansado, igual hoje, Martin ajuda fuba com base. Igual hoje, Martin trazer fuba com base, ajuda. Tá vendo? Tá bom, é? Ok. Ok. Tá bom, papá, mamá, vou deixar, continua. Ok? Mình nói chuyện với các papá, mamá, mình bảo với các papá nè. Thì là trong thời gian tất cả mọi người mà cùng với mình hỗ trợ mọi người ở đây ấy, thì là làm ở đây, thì trong những cái thời gian mà ví dụ thời gian nào mà mình sẽ canh thời gian đấy, thời gian nào mà mọi người tập trung nhiều và mệt thì
thì mình sẽ hỗ trợ thêm đồ ăn với cả thêm cá các bạn ạ. Thì là mọi người rất là vui luôn. Thì là bây giờ là mọi người sẽ tiếp tục là đào ao tiếp. Ok tá bom. Được rồi. Luôn. Đi nấu luôn để cho mọi người ăn. Ok, isso. Isso fu ba com base comida. Não tudo bem só não também. Isso comida peso ta cava aqui. Ok? Isso comida peso ta também aqui. Isso Martin ajuda meu dia. Tudo entra né? Isso comida meu dia. Tudo bem só também aqui com meu dia. Đôi mama cozinha. Mình bảo mọi người là bảo bạn video này là đây là đồ ăn mình mang xuống để hỗ trợ mọi người đào ao là trong khoảng thời gian là giữa trưa. Còn đâu là buổi sáng và buổi tối là đồ ăn của mọi người. Mình sẽ hỗ trợ buổi trưa cho tất cả những người đào ao. Mình để như thế cho rất là rõ ràng. Thì bây giờ là mình sẽ giúp cùng với mọi người là mình sẽ xỉa qua. Cái ao này thì mình sẽ đào nuôi về đầu kia. Trước mắt cứ đào tạm thời đoạn này đi. Xong sau đó là mình sẽ mở rộng tiếp. Đi xuống cút được tù. Mai. Mai. Aki cút được tù bô cù. À tớ kì. Não, isso como assim? De que metro? Vou guardar fazer muito comida. Aqui pouco. Ok? Sim. Fazer até aqui, é? Até ali. Babá, diga aí tu aqui, é? Dá uma tirar, pá. Aí está uma capa ainda. Vai ficar direto. Aqui vai ficar direto. Até ali. Ali mesmo. Ok. Bora, continua. Babá. Còn ở đây thì là bác trưởng bản bảo mới Khánh là sẽ làm một cái đường đây. Đây là cái giếng. Đây là cái giếng các bạn nhé. Đây là cái giếng là chú cháu mình đã xây lên rồi. Thì là bác trưởng bản là muốn nấp đoạn này lại. Muốn nấp đoạn này lại để mọi người đi từ quả đồi bên này sang quả đồi bên này để khai thác tiếp quả đồi bên này. Đây sẽ nấp hết tất cả các đất đào ao sang bên đây để tạo thành một cái đường đi xung quanh cái gốc cây bao bắp này luôn. Là và cái giếng ở chỗ này là chỗ đường đi. Đây mọi người có thể nhìn qua video ấy. Sẽ lấp kín đoạn này lại ạ. Để cao bằng thân của đồi luôn và cũng là cái chắn nước của rãnh suối. Thì bên đây là ao. Bên này là ao. Sau này mọi người sẽ bắt trưởng bản bởi mình như này. Ao ở đây, giếng ở đây. Thì sẽ mở cái rãnh suối ở đây. Sẽ cuốc tạm một đường ở đây để cho suối mùa mưa là nước suối sẽ xiên chéo đây, không chảy qua cái đường này nữa các bạn ạ. Sẽ không chảy qua ao mà không chảy qua giếng nữa mà sẽ chảy qua đây. Đây bác sẽ cho đào rãnh chéo này. Là để nước khi nước dành lên là sẽ chảy qua đấy. Còn đâu là nước nếu đổ thì là đổ là sẽ đổ ở ao luôn. Còn nếu dành quá là sẽ chảy qua cái đường đất đấy sang bên rãnh suối bên kia. Là bác trưởng bán bác tính vị trí với Khánh là như vậy. Ok, baba. Ở đây gốc cây. Isso vou retirar, tá bom. Isso vou retirar. Ó outra. Ở đây có một cái gốc cây. Rồi cái gốc cây này cứ để đây để cho nó chắn không cần phải đào đi. Mọi người để đây để gọi giữ bờ luôn cho chắc. Ok cái thành ao có thể như này cũng được. Ok, thế thì mình cứ cho mọi người đào ao thành hình rãnh suối rồi cũng không xẻ vuông được các bạn ạ. Theo cả cái lòng suối thôi. Mình sẽ xẻ theo cái đường bờ này cho mở rộng. Quan trọng nhất là cứ phải là giữ nước. Còn đâu là đẹp mà không có nước không giải quyết được cái gì. Méo mó một chút nhưng cứ giữ được nước là được. Thì mình sẽ cho mọi người đào rộng. Bởi vì cái rãnh suối nó đang ngày một nó mở to ra các bạn ạ.
nó mở to ra. Thì đoạn đấy nó hơi thắt một chút, nhưng không sao. Đào rộng ra đến đây xong là khi nước dành lên là mình sẽ bỏ bát trưởng bán, là như bác ấy bán cho mình ấy, thì sẽ đào chỗ kia. Thế được rồi, không cần phải vuông. Đấy, đất mọi người nhìn này, đất là toàn đất xoáy. Toàn đất xoáy. Ok, Carlos. Vai ajudar, baba. Mình bảo bạn Carlos xuống giúp mọi người nữa. Oh, Carlos. Oh, ok. Những người cuốc thì lặng thì thay nhau cuốc các bạn. Baba Zaki. Fazer com mais comprido, hã? Grande. Depois baixa. Ok. Primeiro cava até lá. Depois baixa. Tudo. Agora mais ou menos assim deixa andar. Ok? Cava mais. Vamos cavar mais ali. Ok. Para ficar ainda assim. Depois vamos acompanhar. Tá bom, baba. Sim. É mesmo. Depois vocês vão começar a cavar. Sim. É. Quando até lá, depois baixa. Agora não baixa. Cava lá. Vamos cavar. Ok. Mình bảo là cuốc hết lớp mặt đi trước các bạn ạ, cuốc hết lớp mặt đi để lấy nối đi cho nó thấp, để mọi người còn đun xe rùa từ đầu kia về đầu này để lấp lại cái đường đi này. Mình ở đây mình hướng dẫn mọi người một chút thì đã, xong đó rồi là mình lại phải vặt cái lá chuối này để mình cuốn vỏ bầu để gieo hạt các bạn. Amigo, você vai buscar catala, catala đó. Ok? Trazer aqui catala. Mình bảo em nhỏ đi cho mình mượn con dao để mình cắt tàu lá chuối các bạn, để mình cuốn vỏ bầu. Martin de boicota isso. Martin fazer coisa, guarda cimento. Assim. Mình hướng dẫn ba một chút. Aqui. Baba sabe isso? Ou não sabe? Não sei. Não sei, né? Baba vừa là không biết, mọi người vừa không biết cái này các bạn. Đây một lát nữa thì là mình sẽ cùng với chú là sẽ cuốn cái vỏ bầu như này. Để gieo hạt vào đây, để sẽ các loại cây. Là xong mình sẽ trồng cho đảm bảo các bạn. Xong để cho mọi người dồn vào túi nước, mình cũng mua ujoa rồi. Mình sẽ trồng vào một chỗ. Isso. Martin vai para a caixa. Ok? Guarda cimento. Depois baba mama về. Đấy. Những cái này mà mọi người ở đây cũng không biết đấy các bạn. Cứ gieo xuống dưới đất thôi này. Nên mình sẽ hướng dẫn dần dần, mọi người sẽ dần dần biết cái kỹ thuật của Việt Nam. Ở trong bản 16 hộ này thì đã cũng ít thanh niên đấy mọi người, chứ không có nhiều thanh niên, toàn người già là nhiều thôi, xong lại các em nhỏ nhiều, nên thôi thì là mọi người, xong quá hôm thì mọi người làm thì có người ốm, ví dụ như hôm nọ đấy hai mama bảo với mình là kêu đau đầu ấy, chứ không phải là lúc nào mà mọi người cũng khỏe, bởi vì các mama đều có tuổi hết rồi. Não, tem homem. Você fica aqui. Homem, vem. Mình bảo bạn thanh niên này đun xe rùa, các mama có thể xúc hết lên. Ok, você xem verifica aqui. Tá zeli, ok? Assim bom.
Porque aí você tem foto, sabe? Já tem filho? Já. Já? Já. Você quantos anos? Ele tem filho? É mentira. Mentira, né? Parece nós dois do amanhã. Parece quando? Mình nhìn bạn ấy vẫn béo mà bạn ấy đã có con rồi. Mama Zora vai cozinhar, né? Mama, três mama. À, tức là bạn Bia bạn sắp xếp là ba mama là đã về nhà nấu cơm rồi, nấu cái phun với mình mua xuống. Phun cá để cho mọi người ăn. Vì hôm nay chú cháu mình sung muộn. Thế là bây giờ này cũng đến gần đến trưa rồi. Thì là ba mama là về nhà rồi, về nhà nấu. Mình cập nhật tiến độ một chút để cho quý vị và các bạn biết được là tình hình ở tại bản là đang cuốc cái ao đến đâu. Đây mọi người cuốc được cái thẳng hàng này ra một chút. Đoạn này thẳng hàng ra một chút là mình sẽ cho mọi người cuốc tiếp về đầu kia tầm khoảng 10 mét nữa. Tầm khoảng 10 mét nữa. Hy vọng là sau vài ngày là sẽ có một cái ao ngon này để trữ nước cho mọi người. Ok tao bông. Bạn cho mình mượn con dao to phép. Ok tao bông. Obrigado. Bây giờ mình đi cắt lá chuối các bạn ạ.